Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ đến các bạn món sườn bẹ non ram mặn để ăn với cơm nhé. Giờ mình sẽ ướp gia vị một muỗng canh nước tương. Một muỗng canh nước mắm. Hai muỗng cơm hộp đường. Nhỏ hạt nêm. Và một muỗng sữa chua tiêu. Chưa bỏ bột ngọt nha các bạn. Hành tím tỏi băm nhỏ cho vào phân nửa. Trộn đều cho thấm gia vị. Phi hành tỏi cho vàng. Bỏ sườn vào đảo đều. Cho một chút xíu nước sôi tráng nồi ướp gia vị. Các bạn nhớ chút xíu nước sôi thôi nhé, không cho nước nhiều sẽ không ngon. Cho một muỗng canh nước màu. Xào cho thấm gia vị. Thank you.
đậy nắp lại dặn lửa riu riu nhé. Nước sườn sánh lại, ta sẽ nêm vào 2 muỗng sữa chua muối hạt. Và 1 muỗng sữa chua bột ngọt. Sẽ nêm lại và gia giảm độ mặn ngọt tùy khẩu vị nhé. Sườn mềm và keo sánh lại, ta cho thêm củ hành tây sắc miếng và gốc hành lá vào trộn đều, rồi tắt bếp. Sườn mềm và keo sánh lại rất ngon, dùng với cơm nóng, canh rau hoặc rau luộc đều ngon cả. Các bạn cùng làm với mình nhé. Mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.